Thì lon cho các bạn bên cạnh mình đang hướng dẫn cách đang thay lại cái toàn bộ các bộ máy xiên. Anh đi bảo dưỡng lại lâu ngày. Hôm qua bằng trời là sắp mưa đấy nhỉ? Hôm qua nhà mưa có to không? Thế mà mấy? Đến trong hết đợt nữa là nguồn hả? Chưa hết rốn cho ta đấy khoảng cơ. Về nhà trở đi nữa là nguồn. Về nhà. Không phải đến nữa. Này hai mấy rồi. Nếu mà lâu chín rồi xanh lắm. Ít ra phải từ mùng năm nữa đi. Rộ. Có phải mùng năm mới rộ. Nói chung phải chục ngày nữa là biết rồi. Công nhà là được rồi. Đi ra tệ ăn cơm ba nuôi ba bữa 300 như mày. Thì đưa. Đừng em chán em chán đi. Cơm 300 cho nuôi chưa.
Quân thì có ba bốn anh bốn anh đi máy chưa ấy bữa này chưa từ bữa đi từ mua nhờ đi về cứ mẹ con đi chưa máy chưa Tao lại đi đem bê tê đó. Hồi trước anh gọi lên đây chờ đã phải đi chơi lên đây gần nhỉ. Đi cắt xong mới đi được. Cắt xong lại đi. Đi cá. Mới cấy đi gì? Nhà đóng cửa. Đi cá. Chạy đi rồi.
chưa con nên đi làm à đi đi làm con nuôi hao gà đó tập trung đổ mối quan đi đi về về nuột lắm mà quần hắn lại nhớ quần nhưng mà ruộng này không ăn anh cá xong này ai về làm hết à về làm đó còn trên đồng cái này anh mua làm làm anh em trong nhà chả ai làm thì anh mua làm làm thằng làm đấy tè ruộng anh tín tè qua làm cái gì về mặt hết à qua ăn cái chỗ qua cái chỗ hả? Có hạt thì không bàn được rồi. Đào chị trai thì con trên đào chứ, chứ đào thì con bầu đi bán làm. Còn nước mà thì nó thôi. Bây giờ nó ăn mặn rồi. Còn nước trên đào nữa. Bây giờ mình đây đã xong, xin chào tạm biệt các bạn.